điều những cái tiếng thường xuyên nổ ra trên tình trên đường, đặc biệt là trên mạng xã hội, đó là đắc nhân tâm có phải là dùng để chạy đời cho người khác hay không, rồi nói rèn cho người ta cũng nói giả dối, đó là những cái tiếng nói chiều nhau, hay là phải chăng là đã đến lúc mà chúng ta bỏ qua những cái cuộc giải đắc nhân tâm đi để mà sống theo đắc nhân tâm thì có ảnh hưởng đến lập trường đến tư cách giống như là anh Việt hay là nhà thơ Lê Đình Phúc nói lúc nãy hay không? Và bởi vì bạn đọc mà mình cho rằng là muốn lấy lòng người khác đó thì là tâm địa của kẻ tiểu nhân, hay là sợ mất lòng người khác thì đó là lòng bản tính nhu nhược, có cách làm là mình nói không thường theo cái ngôn ngữ nói với nhau thôi đó. Vậy thì quan điểm được đi, quan điểm của tiến sĩ cũng như là ý kiến trái chiều nữa. Đúng tiên là thôi thì chia sẻ với nhau chứ ai nói thì đúng đâu. Mỗi người ngồi đây không ai có quyền cho mình là tôn ngộ không cả. Và tôn ngộ không tức là thầy phụ ký là sống mãi với nhân loại. 5.000 năm của Trung Hoa nó đẻ ra có 4 tác phẩm. Mỗi người đều có 4 nhân vật ở trong người. Cái tài tình là người ta tạch được 4 nhân vật. Và ai cũng có chú chứ bao giờ để trong người. Cho nên hãy làm sao làm như phù hợp với những lời dạy chúng ta, quay 3 cái mặt tốt về mình. Còn anh chưa bao giờ anh quay đi đâu là việc của anh. Cho nên ở đây chả ai hoàn thiện áo. Chính cái đó cho nên là em xin nêu vấn đề thì tôi chỉ được nói về cá nhân rồi, thì tuyệt đối là không được áp đặt đâu. Một đó là dạy đời. Tại sao lại không dạy đời? Thế là vấn đề là xấu. Người ta dạy mình chẳng hỏi. Thế mình phải học gì? Ở góc độ khác anh không học. Thế là tùy anh. Thế sao anh lại bắt dạy đời vấn đề là xấu? Chém gió có gì là xấu? Cúi đầu xuống mặt mà chém. Cho nên ở đây thì đấy là thái độ không khiêm tốn. Người ta dạy đời Hà Nội, người ta đi mình đi học đời, còn đi học thầy để học nghề. Ok. Thứ hai là giả dối. Thì cô đã nói rồi, cái điều này nó chỉ thực hiện được trên một cái nền tảng bất dị bất dịch vì kiện toàn mà phải chân thành, còn không thì giả dối thật. Thế được bình luận nữa. Cái thứ ba, ảnh hưởng lập trường tư cách. Sao lại lập trường tư cách? Người Nhật người ta không bao giờ nói chứ không, mặc dù người ta cần nói chứ không, không nói. Thế người ta ảnh hưởng tư cách. Ở đây á, nó là cả một cái hệ thống mà nó phải chinh phục được người đối diện. Nó phải hướng, nó là tối dễ gì. Tiếp theo, lấy lòng là tiểu nhân, thế hóa ra bất lòng là quân tử. Bất lòng là thật là bố. Mà tiêu thuyền nó đào cái lỗ, nó hình tượng là eo eo tắm mỏ. Thế bây giờ sợ mất lòng là tính đàn bà. Thế không sợ mất lòng là gì? Là còn vũ dụng vô lý. Mà đàn bà có gì là xấu? Cho nên ở đây nó liên quan đến cái phong kiến thức, liên quan đến cá nhân. Và trong thang lo và lông của người Mỹ, những người ngồi đây chia thành 6 level khác nhau. Cho nên ở đây thì họ cứ bình luận, thì mỗi người hãy cảm nhận lấy. Còn ai không thừa nhận thì anh cứ không thừa nhận. Thế sao đâu? Thế sao lại bắt nhận ra là Lê Thượng Trương là phần kính đàn bà nếu học phụ kính như thế? Đúng không? Vậy thì ở đây theo quan điểm của tôi, tôi bỏ lên cái đó thì thế là quyền cá nhân, quyền Facebook. Nhưng tất nhiên rằng bản thân nó chứa cái gì? Đầu tiên phải định vị mình là 50% ở đời để thắng được là mình là ai, bay là thằng nào. Con người ta nó có xu hướng về tâm lý, nó hướng đến cái cổ. Cho nên đa số người ta đánh giá người ta cao và cao hơn rất nhiều so với cái chú có. Chú giỏi có đang giỏi hơn, chú giỏi mặt này có đang giỏi mặt khác. Cắm đầu xuống và nghe phụ huynh thế này đi. Thứ hai là phải hiểu người đối diện, chưa biết thế nào mà công mặt. Tất cả các giám đốc hầu hết là đi chết vì anh bảo vệ và chỉ bản thân vì coi thường cái này chết à. Và bản chất tác nhân tâm là khơi gợi được cả tôi và người đối diện cùng phát triển. Đói ăn rồi mà cứ hành hạ nhau bằng từ ngữ làm gì? Đúng này, đấy là cái lỗi của vấn đề đã lắm. Tiếp theo là về mặt quan điểm, xu hướng của
kỹ thuật nó phát triển thì nó kéo theo cái sự phát triển và thay đổi của cái quan hệ. Cho nên là ngoài những cái vấn đề này thì bây giờ nó phát triển những kỹ năng về hay lắm. Cho nên là cứ phải thay đổi học, nhưng có cho là đây là những cái nền nhất, sau này nó phát triển những cái nhánh chi tiết lắm. Đúng rồi. Điều cốt lõi nhất là